Chào mừng anh chị đến với thành phố mới Bình Dương. Hôm nay em Trí sẽ dắt cả nhà đi tham quan một cái trung tâm thương mại, một khu phức hợp lớn nhất tại Bình Dương. WTC Gateway là khu phức hợp với diện tích hơn 170.000 m², bao gồm khu trung tâm thương mua sắm, khu trung tâm nghệ thuật, văn hóa thể thao, sẽ đồng thổ vào quý 1 năm 2024. Đồng thời là ga metro trung tâm của thành phố mới Bình Dương kết nối về thành phố Hồ Chí Minh, được phát triển bởi BGMET IDC. Khu phức hợp là giai đoạn mở đầu trong quy hoạch phát triển tổng thể khu đô thị ở thành phố mới Bình Dương, nơi được quy hoạch có chiến lược và triển khai một cách đặc biệt. Đồng thời tại đây là giai đoạn then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển World Trade Center thành phố mới Bình Dương, nơi được ví là cánh cổng vàng để mở cửa ra tiềm năng phát triển lớn của tỉnh, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh về lĩnh vực công nghệ và nhân tài trên khắp thế giới. DC Gateway đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thu hút các nhà bán lẻ F&B, dịch vụ giải trí để cung cấp và nâng cao chuẩn sống cho người dân tại thành phố mới Bình Dương, đồng thời tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp tại địa phương. Tại nơi đây, một chủ đầu tư hàng đầu châu Á là Capitaland đã tung ra một phân khu cao tầng của dự án Sycamore có tên là Orchard Hill, một khu căn hộ chuẩn sống cao cấp mới tại trung tâm thành phố mới Bình Dương. Cùng em Trí tìm hiểu dự án nha. Follow me, let's go. Sau lưng này sẽ là phân khu cao tầng của dự án Orchard Hill với hai tòa tháp, 774 căn hộ. Trong giai đoạn 1 thì chủ đầu tư Capitaland tung lên thị trường với một cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn, chỉ từ 48 triệu đến 1 m², mức giá tính trên diện tích thông thủy nha cả nhà. Diện tích thông thủy nha cả nhà. Hiện tại đa phần trên thị trường các chủ đầu tư đang PR truyền thông là sẽ bán trên đa phần là mức giá tiệm tường, còn chủ tư Capitaland Việt Nam họ đang chào bán ra với phân khu The Orchard Hill, thì chỉ 48 triệu trên mét vuông trên đơn giá thông thủy nha cả nhà. Một căn nhỏ nhất ở đây với diện tích đâu đó khoảng lòng khoảng từ 50 đến 55 mét vuông, giá chưa VAT trên dưới 3 tỷ sẽ là một mức giá rất là hời cho những khách hàng muốn sở hữu một bất động sản của một chủ đầu tư uy tín hàng đầu châu Á là Capitaland tại trung tâm thành phố mới Bình Dương. Sycamore không chỉ mang đến những căn hộ với thiết kế hiện đại và tinh tế, mà còn sở hữu đầy đủ các tiện ích đẳng cấp phục vụ cho cuộc sống tiện nghi. Đặc biệt, đặt chỗ ngay hôm nay với số tiền chỉ 100 triệu đồng, bạn sẽ nhận ngay ưu đãi chiết khấu lên đến 100 triệu đồng. Sycamore, căn hộ đáng mơ ước cho giới trẻ tại trung tâm thành phố mới Bình Dương. Bạn là Minh Trí, tìm nhà gọi Trí nhé. Cảm ơn, follow me.